Ngày hôm nay, Minh được Tử Vi rất là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Là đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình cải hung hóa cát, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập tới bất ngờ, đổi đời đại gia, giàu có hơn người. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, tuần vàng hốt bạc đúng tháng 9 âm lịch, tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Được các tinh cao chiếu mà ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, trúng số độc đắc, trăm tỷ cầm tay, không ai sánh bằng. Quý vị thân mến, đã bao giờ bạn cảm thấy cô độc trên cõi đời, bơ vơ trong chính cuộc sống của mình hay không? Nói không ai hiểu, bày tỏ không ai thấu, ngày ngày phải gồng gánh trên vai biết bao nhiêu trách nhiệm nặng nề đến kiệt sức. Tôi thấy có những người luôn hết mình chăm lo cho gia đình, vất vả sớm hôm nhưng mãi không được thảnh thơi, ngẩng mặt lên với đời. Thế nhưng cứ ngồi im than trời trách đất thì cũng chẳng thể nào giải quyết được điều gì cả. Bản thân chúng ta vẫn phải tiếp tục cố gắng, nỗ lực từng giây, từng phút một để cuộc sống tốt đẹp hơn. Có thể bây giờ bạn chưa được tiền tài phú quý, nhưng về sau này chắc chắn sẽ sung túc an yên. Ngoài sự cố gắng của chính bản thân thì yếu tố may mắn cũng rất quan trọng để thúc đẩy cho vận trình của bạn tốt đẹp cho tương lai. Khi xem luận giải tử vi cho 12 con giáp, các bậc thầy tử vi tiết lộ rằng tuổi Ất Mão sinh năm 1975, năm 2024 này phải trải qua đại hạn 49 tuổi. Thế nhưng, đúng tháng 9 âm lịch này sẽ là lúc để con giáp này đổi vận, đổi thời giữa lúc khó khăn. Ơn trên thương tình mà ban cho kim bài đỏ may mắn, chỉ cần bản mệnh nắm thật chắc thì sẽ thoát khỏi được khó khăn đại hạn. Vậy trong tháng 9 âm này, quý bản mệnh cần phải lưu ý điều gì? Làm sao để đón các xua hung? Làm sao để có thể phát tài và trở nên giàu có? Thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Trước khi đi vào luận giải nội dung chi tiết, ta cùng tìm hiểu về đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Nam và nữ sinh năm 1975, tuổi Ất Mão, tức tuổi con mèo, thường gọi là đắc đạo chim yêu, tức mèo đắc đạo, mệnh thủy, đại khê thủy, nghĩa là nước khe lớn. Người tuổi Ất Mão, mệnh đại khê thủy, là người có trí tuệ, thông minh, ham học hỏi, nên ngay từ khi còn đi học, họ đã thể hiện ra mình là một học sinh có kết quả học tập tốt, làm mọi người thán phục và gia đình hài lòng. Khi trưởng thành, nếu được ở trong những môi trường phù hợp, họ là những nhân viên tốt, ham thích nghiên cứu, có vốn kiến thức sâu rộng, khả năng sáng tạo cao. Người tuổi Ất Mão, mệnh đại khê thủy, yêu thích sự tự do, thoải mái, không thích bị bó buộc trong những khuôn khổ nào. Thích dành thời gian làm những việc mình thích, nếu được làm những công việc thuộc chuyên môn, họ sẽ phát huy được khả năng của mình rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, tuổi Ất Mão, mệnh đại khê thủy, lại là người làm việc theo cảm hứng, nếu có hứng thì làm rất tốt, nhưng nếu không có hứng thì kết quả sẽ không như ý. Bản mệnh là người có tính cách ôn hòa, hiền lành, nhưng cũng rất khéo léo, uyển chuyển. Họ thích giúp đỡ người khác và cũng coi đó là một trong những niềm vui của mình. Rất nhiều người yêu quý tuổi Ất Mão bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Tuổi Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Họ không thích phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí luôn tìm cho mình sự an toàn. Dù trong bất kỳ tình huống hoàn cảnh nào, những người này đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh, hòa hợp. Nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp mà tuổi Ất Mão xây dựng được mối quan hệ rộng rãi trong xã hội. Họ đa số là những người làm việc trong các lĩnh vực như hội họa, thiết kế,
sáng tác âm nhạc hay trở thành những bác sĩ, y tá, nhà tâm lý học. Dù làm việc gì thì những người này vẫn luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn đặt lợi ích của mọi người lên hàng đầu. Về tính cách ôn hòa, dịu dàng, Ất Mão thường có cuộc sống an nhàn, bình yên. Họ biết cách xoay chuyển tình thế, biến xấu thành tốt. Bởi vậy, dù trong những lúc gặp khó khăn, sóng gió thì tuổi Mão vẫn có thể hóa giải, tháo gỡ mọi chuyện trong hòa bình. Người này sống rất thoải mái, phóng khoáng. Họ chi tiêu hoang phí, sẵn sàng chia sẻ tài sản của mình cho bất kỳ ai gặp khó khăn. Cũng bởi tính cách này mà họ được nhiều người xung quanh yêu quý, tin tưởng. Về tử vi tuổi Ất Mão trong tháng 9 âm lịch biến động như thế nào, vận trình thay đổi ra sao? Mời quý cô bác anh chị cùng Minh Đường tử vi luận giải qua các phương diện chính ngay sau đây. Đầu tiên, xét trên phương diện sự nghiệp. Người tuổi Ất Mão trải qua tháng 9 âm lịch một cách khá bình yên, mọi phương diện cuộc sống đều có bước phát triển nhất định. Dù không quá rõ ràng nhưng cũng đủ để bạn cảm thấy quyết tâm và tin tưởng hơn vào tương lai. Sự nghiệp của bạn phát triển khá thuận lợi, nhiều kế hoạch dự định của bạn đều có bước tiến nhất định. Điều đó giúp bạn cảm thấy tin tưởng hơn vào bản thân và dám tự đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa hơn. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này nhìn nhận điểm mạnh và điểm yếu của bản thân mình, từ đó có hướng phát triển và thay đổi phù hợp. Nếu biết đánh giá đúng tình hình thực tế, bạn có thể tự lập ra những kế hoạch chuẩn xác, có mục tiêu rõ ràng giúp con đường tương lai của bạn trở nên tươi sáng hơn. Tháng này công việc hoàn thành thuận lợi, còn là do bạn biết đoàn kết hợp tác với mọi người xung quanh, đồng nghiệp. Bạn bè cũng trao đổi ý kiến và cùng đồng tâm hiệp lực nên công việc dù có khó khăn tới mấy cũng trở nên thuận lợi hơn hẳn. Bản mệnh mưu sự dễ thành, miễn là quyết đoán và nỗ lực theo đuổi tới cùng, đừng bỏ cuộc giữa chừng chỉ vì một vài khó khăn trước mắt. Sẽ có kẻ ghen tị với tài năng và uy tín của bạn, tìm cách hãm hại hoặc ngăn cản con đường thăng tiến. Tuy nhiên, vận quý nhân của bạn dựng đủ sức để đối phó với tiểu nhân, không cần phải quá lo lắng. Với sự giúp sức của nhị hợp quý nhân, tuổi Ất Mão có thể mạnh dạn khởi nghiệp, tiến hành kế hoạch dự định đã mong muốn từ lâu, tính khả thi và tỷ lệ thành công khá cao. Tuy nhiên, do tác động của nguyệt lệnh lâm suy, đôi khi bản mệnh rơi vào tình trạng lo lắng thái quá, bạn cần kịp thời trao đổi tâm sự với người khác để thoát khỏi trạng thái tiêu cực. Nếu có điều gì chưa rõ, bạn cũng đừng ngại hỏi người đi trước, chắc chắn đối phương sẽ chẳng ngại giải thích cho bạn, giúp bạn đưa ra những quyết định chính xác và quyết đoán hơn. Xét trên phương diện tài lộc. Dưới tác động của cục diện nhị hợp, chuyện làm ăn kinh doanh của người tuổi Ất Mão sẽ có dấu hiệu phát triển tích cực. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh hợp tác làm ăn, mở rộng quy mô kinh doanh của mình. Tin rằng với sự chăm chỉ chịu khó của mình, bạn sẽ kiếm tiền về đầy túi, khiến cuộc sống được cải thiện rõ rệt. Với người làm đầu tư, bạn cần phải quyết đoán hơn trong việc nắm bắt cơ hội. Bởi nếu cứ chần chừ do dự, bạn sẽ để người khác giành trước lợi thế. Hãy tin tưởng hơn vào khả năng của mình, bạn chẳng hề thua kém bất cứ ai. Dù công việc bước đầu có gặp khó khăn, trắc trở đi nữa, chỉ cần bạn quyết tâm khắc phục thì dần dần sẽ vượt qua. Đối với người làm công ăn lương, túi tiền rủng rỉnh là nhờ bản mệnh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Khoản tiền lương, tiền thưởng nóng là hoàn toàn xứng đáng với những gì bạn bỏ ra. Tuy nhiên, tháng này không chỉ có thu vào mà còn có cả chi ra, tiểu hao cho thấy bạn có thể tốn tiền cho các hoạt động chi tiêu mua sắm. Con giáp này có thể tự thưởng cho bản thân mình để khuyến khích tinh thần làm việc, song đừng nên dung tay quá trớn, mua những món hàng vượt khả năng chi trả của mình. Tốt nhất bạn cần để lại một khoản tiết kiệm cho những kế hoạch lớn lao trong tương lai hoặc cho những tình huống bất ngờ. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán tự do, bạn cũng có kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Tránh tình trạng nay lãi, mai lỗ, tiền vào túi rồi lại ra ngay, khó tích lũy số vốn lớn để mở rộng làm ăn. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo. Về đường tình duyên, gia đạo là một trong những điểm sáng trong vận trình của người tuổi Ất Mão trong tháng 9 này. Bạn có những cách ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ, nên đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến, gia đình đầm ấm, giảm mâu thuẫn cãi cọ. Với người đã lập gia đình bản mệnh đón hỷ sự liên tiếp, không khí gia đình vui tươi, đầm ấm, một vài mâu thuẫn xung đột trước đó được xử lý ổn thỏa, gia đạo ngày càng yên ổn, một vài gia đình đón tin vui về chuyện con cái,
mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một khăng khít. Thậm chí hai người có thể thấu hiểu nhau mà không cần phải nói ra thành lời. Người ấy chính là động lực để bạn đối diện với khó khăn, sẵn sàng thử thách bản thân trong những mục tiêu mới. Khi vướng vào khó khăn, đôi bên cũng có thể lắng nghe cổ vũ cho nhau, thậm chí phải thảo luận để đưa ra những phương án giải quyết phù hợp. Dù mệt mỏi đến mấy, về đến nhà bạn cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn hẳn. Vợ chồng bạn còn cùng nhau làm các công việc nhà, cùng nhau trao đổi, dạy dỗ con cái. Bởi đôi bên đều hiểu rằng việc xây dựng gia đình hạnh phúc không phải là trách nhiệm của riêng ai. Với người độc thân, bạn đã từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực trước đó để hướng về tương lai tươi sáng hơn. Bạn dần quên được với tổn thương trong quá khứ và mở lòng trò chuyện với mọi người xung quanh. Có thể bạn sẽ tìm được ai đó phù hợp ngay trong khoảng thời gian này. Đôi bên hãy đối xử chân thành với nhau, quan hệ sẽ trở nên bền vững và lâu dài. Cuối cùng là phương diện sức khỏe. Tuy nhiều phương diện cuộc sống đều có bước tiến đáng mừng, song tiếc là sức khỏe của tuổi này lại có dấu hiệu suy giảm. Bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cơ thể cũng sẽ mắc phải các bệnh vặt khi thay đổi thời tiết. Có lẽ suốt khoảng thời gian qua, bạn đã làm việc quá vất vả. Nay là lúc bạn nên cho phép mình được nghỉ ngơi một chút. Hãy xây dựng một thời gian biểu khoa học, nghỉ ngơi và lao động cân bằng. Đừng ép bản thân làm việc quá sức kẻo đổ bệnh. Trên lĩnh vực tinh thần, bạn cần thường xuyên tâm sự với mọi người, nhất là khi gặp phải bế tắc. Quá trình trò chuyện sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, giảm nguy cơ bị căng thẳng, stress. Cần chú trọng cân bằng trạng thái tâm lý, giữ tinh thần lạc quan, yêu đời để làm nền cho hai khí âm dương cân bằng, từ đó phòng tránh bệnh tật. Ngoài ra, mùa thu cần chú ý dưỡng sinh bằng nhiều biện pháp kết hợp việc ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện, điều hòa khí huyết theo nguyên tắc chống khô hanh. Về ăn uống nên ăn chua giảm cay. Về thói quen sinh hoạt nên ngủ sớm, dậy sớm, giảm tần suất quan hệ tình dục. Về chế độ luyện tập thì nên vận động nhẹ nhàng, hạn chế vận động mạnh kẻo bị chấn thương. Ngoài ra, cần lưu ý trong tháng có thiên hình hung tinh ảnh hưởng, tuổi Mão cần chú ý sử dụng dao kéo, đồ vật sắc nhọn đi đứng thận trọng kẻo gặp họa hình thương bị thương tật, chảy máu. Quý vị thân mến, mỗi tuần trong tháng lại có những biến động khác nhau. Vậy nên ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào phần luận giải từng tuần trong tháng 9 âm lịch để quý mệnh chủ tuổi Ất Mão có những kế hoạch phát triển cho mình. Đầu tiên là Tử Vi tuần 1, tuổi Ất Mão sinh năm 1975, tháng 9 âm lịch 2024. Tử Vi tuần mới tuổi Ất Mão khá may mắn, đặc biệt là vào đầu tuần, công việc cực kỳ suôn sẻ, những vất vả tuần cũ đã dần qua đi, dọn đường cho may mắn đến với con giáp này. Công việc cũng may mắn đi xa xuất ngoại, cầu công danh đều được thành công như ý. Bạn sống hòa nhã, khiêm nhường, nên đi làm ở đâu cũng được người khác kính nể. Có tiểu nhân muốn cản chân bản mệnh nhưng vì họ có năng lực kém hơn nên chẳng thể hạ bệ được bạn đâu. Năng lực làm nên danh tiếng, người buôn bán có uy tín nên được khách hàng tin tưởng yêu thương. Vận trình tài lộc khởi sắc rõ rệt khi con giáp này phát hiện ra cách để có thêm những nguồn thu nhập phụ. Thế nhưng bản mệnh đừng vì thế mà chi tiêu quá thoải mái. Tuần này, những ai có kế hoạch du lịch thì cứ tiến hành, vì chuyến đi sắp tới rất may mắn. Tuy nhiên, vào khoảng nửa đầu tuần bạn cần phải cẩn thận, bởi sẽ có tai họa ập đến bất ngờ có liên quan tới gia đình và bản thân. Những người có người thân đang ốm nặng thì cần phải hết sức để ý, còn bản thân mà có bệnh thì cũng nên đi thăm khám ngay. Tử Vi tuần 2, tháng 9 âm lịch tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Theo Tử Vi tuần thứ 2 đầu tuần nhớ cẩn thận chuyện làm ăn, tiền nong, cuối tuần có vẻ là xui xẻo sẽ qua đi, cuộc sống khởi sắc hơn là lúc con giáp này có thể thở phào nhẹ nhõm. Công việc của tuổi Ất Mão đầu tuần khá chật vật, nhưng may mắn đỡ được phần nào xui xẻo, cần cẩn thận nếu không bản mệnh sẽ vướng vào thị phi chốn công sở. Người làm công việc có liên quan tới y dược, dịch vụ du lịch, kỹ thuật, nghệ thuật sẽ may mắn hơn, tin vui đa số sẽ về vào những ngày cuối tuần. Thế nhưng bản mệnh đừng vội chủ quan, tài vận vẫn còn khá sóng gió, dễ hao tài, mất của, bạn đừng vì cả nể mà cho người khác vay tiền. Dù người ta trả tiền lãi cao hay không cũng không được cho vay, vì nguy cơ mất trắng cực cao, muốn nhập thêm hàng về bán thì phải chọn những ngày cuối tuần sẽ có lộc hơn. Vận trình tình cảm của người đã có gia đình khá thuận, nhưng những người chưa có gia đình sẽ phải lo lắng một chút.
vì khi số có cưỡng cầu nhưng tình duyên vẫn không được như ý. Thêm vào đó, bạn bè chơi với nhau thì cần phải thật lòng, còn chơi chỉ để lợi dụng nhau thì ất mão nên dẹp bớt đi. Trong tuần, bạn có xu hướng tham lam công việc tới mức bỏ bê sức khỏe của mình, thậm chí có người bị đau đầu, đau dạ dày, cũng chi phí hay lo lắng, hoặc làm việc quá sức, hãy cân đối lại thời gian để được nghỉ ngơi nhiều hơn. Tử vi tuần 3, tháng 9 âm lịch tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tử vi tuần mới cho thấy bản mệnh sẽ có những mất mát hao tài, con giáp này làm nhiều nhưng không thấy tiền dư đâu. Tuần mới sinh ra hàng chục khoản dai lặt vặt cần đến tiền, nhưng tiền lương thì có hạn nên khó mà gánh nổi, cần phải chi tiêu dè dặt. Đầu tuần bạn có thể chưa cảm nhận được mất mát về tiền bạc, nhưng càng về cuối tuần thì càng thấy rõ hơn, khi hợp tác làm ăn nên cẩn thận chuyện giấy tờ, kẻo bị lừa gạt lúc nào không hay. Tuy nhiên, nếu không có may mắn, vận đen ấy có thể xảy ra thật thì cũng coi như là đã giải được vận hạn. Tuy tài vận không tốt nhưng đường công việc lại khá ổn, thời điểm đầu tuần cực kỳ có lợi cho những người sắp thi cử, xin việc hoặc chuyển công tác làm ăn tới một nơi mới. Vậy nên tốt nhất bản mệnh nên tiếp tục tập trung cho công việc, đừng để ý chuyện thị phi ở chỗ làm. Tuy nhiên, con giáp này có xu hướng trở nên cao ngạo, sẽ có những lời nói không phù hợp. Bạn được nhắc nhở nên khiêm tốn hơn nếu không muốn tay bay dạ gió, mọi việc phải thận trọng, nếu không sẽ gây họa, có nguy cơ phạm tù tội. Đầu tuần vận trình tình cảm cũng cực kỳ thuận lợi, suôn sẻ, sự thấu hiểu sẽ giúp bản mệnh và nửa kia càng gắn bó khăng khít hơn. Ngoài ra con giáp này sẽ hội ngộ với bạn cũ, người thân ở xa, trong tuần có tổ chức tiệc tùng ăn uống hoặc đi du lịch cùng nhau. Thêm vào đó, bạn dường như đang chăm lo cho người khác quá mức, nên quên đi việc chăm sóc sức khỏe bản thân, hãy nghỉ ngơi và cân bằng lại cuộc sống, chớ nên phụ thuộc quá nhiều vào thuốc thang. Tử vi tuần 4, tháng 9 âm lịch tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Theo tử vi tuần cuối của tháng khá chật vật, con giáp này ăn ở hiền lành nhưng ngồi không cũng dính họa, có kẻ ghen ăn tức ở cho thấy bản mệnh giỏi hơn, giàu hơn nên nóng ruột muốn đặt điều chê bai. Đầu tuần tưởng như rất khó khăn, nhưng đó lại là cơ hội để bạn phát hiện ra những điểm mạnh của mình để phát huy. Con giáp này sẽ có những thay đổi nhất định trong công việc, một vài thách thức tới với bạn trong tuần này, đây cũng là cơ hội để bạn chứng tỏ năng lực, phát triển sự nghiệp tương lai thêm bền vững. Dù là làm công việc gì, bạn cũng có kẻ muốn cạnh tranh âm thầm sau lưng, đặc biệt là những người làm tự do hoặc công chức thì càng nên ăn nên làm ra, thì càng ít bạn chơi cùng. Tuy nhiên, đừng nản lòng, kết quả mà bản mệnh nhận về sẽ vô cùng xứng đáng với sự tận tụy và công sức của bản thân. Vận tài lộc có chút mất mát nhỏ không đáng kể, nhưng vẫn cần phải đề phòng. May mắn là càng về cuối tuần, bản mệnh càng có nhiều cơ hội để gia tăng thu nhập. Tuy nhiên, bản mệnh được khuyên là nên tập trung vào công việc chính, chớ tham lam quá sức, kẻo tiền đi chữa bệnh quá tiền làm ra. Trong chuyện tiền bạc, dù có tài tinh chiếu mệnh nhưng bạn cũng không nên chủ quan, bạn nên có sự rõ ràng, đồng thời không nên quá tin tưởng vào các mối quan hệ xã giao. Tuần này bạn không nên đầu tư tài chính ồ ạt hoặc cho vay mượn quá nhiều, hãy làm mọi thứ chậm mà chắc. Vận trình tình cảm hung cát đang xen, bản mệnh nên cảm thấy hạnh phúc với chính bản thân mình và những mối quan hệ hiện tại. Người không tốt thì không nên tiếc, đầu tuần có tin vui liên quan tới cưới hỏi, sinh nở trong gia đình hoặc họ hàng. Cuối tuần thì cần cẩn thận có điểm xung đột cãi cọ trong nhà, bạn nên bớt nóng tính lại. Tuy nhiên, sức khỏe của bản mệnh lúc này không được tốt, có thể vì quá lo lắng và nóng lòng muốn thay đổi, mà con giáp này thường xuyên có cảm giác bất an, tự tạo sự căng thẳng không cần thiết cho mình. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, đời người vốn chỉ được sống một lần, những người coi trọng cuộc đời thì cuộc đời sẽ không bao giờ bạc đãi họ. Bản thân cuộc sống vốn như một chiếc gương, khi bạn cười với nó sẽ cười với bạn, còn nếu bạn khóc với nó thì nó cũng khóc với bạn. Nếu bạn đối với cuộc đời có thái độ lười nhác, bất cần, ruồng rẫy, để mặc dòng đời tự trôi, như vậy thì cuộc sống sẽ không tiếc rẻ gì hồi đáp lại bạn những ngày tháng khô khan, nhạt nhẽo, vô vị. Nhưng nếu bạn đối với cuộc đời tràn đầy hy vọng và nhiệt huyết, thì ngọn lửa bùng cháy này sẽ khích lệ bạn dũng cảm thẳng tiến, vươn tới những điều tốt đẹp hơn. Bởi trên thế gian này,
vốn không có thứ gì là đặc biệt, chuẩn bị sẵn cho bạn cả. Bản thân bạn cần phải bắt tay sáng tạo mới có thể thật sự vừa lòng thỏa ý được. Cho nên thứ quyết định chất lượng cuộc sống không phải tiền bạc hay vật chất, mà là thái độ sống của chúng ta. Sinh mệnh đến rồi lại đi, ngày nó trôi đi chẳng chờ một ai. Thời gian không phải là vô hạn. Vậy thì hãy tranh thủ khi đang may mắn được tận hưởng cuộc đời này để thay đổi thái độ sống, sao cho thật đáng với cơ hội được sống hiện tại. Theo đó, để sống tốt cuộc đời này, bạn cần ghi nhớ thái độ sống của kẻ khôn ngoan là tránh xa ba cái tùy sao: không nói lời tùy ngữ, không làm việc tùy hứng, không làm người tùy tiện. 1. Không nói lời tùy ngữ. Sống trên đời, muốn nhận được sự tôn trọng của người khác, trước hết phải biết đối nhân xử thế, chân thành nhưng cũng phải khôn ngoan. Cổ nhân xưa có những điều răn vô cùng sâu sắc, cho đến ngày nay, đó chính là không được nói lời tùy ngữ. Có câu, uống lưỡi 7 lần trước khi nói, ý rằng bảo chúng ta trước khi nói điều gì, đều phải nghĩ trước hậu quả, và phải đặt mình vào vị thế của người nghe. Biết được lời nói của mình có phù hợp hay không, bất cứ lời nói tùy ý nào đều có thể để lại những kết quả khác nhau. Lời hay ý đẹp, khích lệ người khác sẽ mang đến thiện lành, còn lời nói xấu làm tổn thương người lại có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Ngôn ngữ là cây cầu kết nối giữa người với người, cũng là phương tiện quan trọng để chúng ta nhận thức thế giới bên ngoài. Vậy nên, nếu muốn nói rõ ràng, nói thú vị, làm người nghe vui vẻ, hài lòng, dễ nghe lọt tai, thì hãy nói lời tốt đẹp. Khi tức giận, hai người tốt nhất nên tách nhau ra, cho cả hai khoảng lặng để suy nghĩ và bình hòa lại. Sau khi cơn giận nguôi đi hẳn tiếp tục giao tiếp, nếu không những lời nói trong lúc giận dữ có thể sẽ hủy hoại mối quan hệ giữa cả hai. Người ta mất 2 năm để học nói, nhưng mất cả đời để học cách im lặng. Nếu không biết rõ ràng, tường tận sự việc nào đó thì cứ bảo không biết, đừng cố vẽ ra một bi kịch, bản sai sự thật, để chứng tỏ rằng mình hiểu biết, vì bạn sẽ không biết người đối diện sẽ moi móc lỗi sai của bạn, hay đem câu chuyện đó mách lẻo với người khác và sinh ra rất nhiều rắc rối về sau. 2. Không làm việc tùy hứng. Làm việc gì cũng vậy, hãy để tâm và có trách nhiệm với những gì mình làm. Có như vậy, bạn mới có thể nhận lại kết quả đáng mong đợi. Đừng làm mọi thứ một cách tùy tiện hời hợt, hứng đến thì làm, hứng đi lại bỏ dở. Hãy nhìn vào tổng thể và tính đến tương lai lâu dài, chứ không phải mang tâm tình nhất thời. Nếu bạn muốn vào một trường đại học tốt, bạn phải học tập đủ chăm chỉ. Muốn tìm được một công việc tốt, bạn phải có đủ năng lực cho công việc đó. Mọi thứ trên đời đều có giá của nó. Để có được thứ bạn muốn, bạn phải trả giá. Không có thứ gì tự dưng trên trời rơi xuống, chứ không thể tùy hứng, muốn làm thì là làm đấy. Ai cũng có hoàn cảnh thân phận khác nhau và có trách nhiệm của riêng mình. Người là trụ cột của gia đình và có trách nhiệm với gia đình. Người thầy là trụ cột của trẻ em và trách nhiệm với học sinh. Cảm xúc là kẻ thù lớn nhất của con người. Chỉ có kiềm chế được cảm xúc thì mới có thể làm chủ được cuộc sống của chính mình. Do đó, bạn phải chủ động kiểm soát cảm xúc của bản thân và biết điểm dừng. 3. Không nên làm người tùy tiện. Cùng với câu nói tùy ngữ, không làm việc tùy hứng, thái độ sống của kẻ khôn ngoan còn thể hiện việc không làm người tùy tiện. Cuộc sống luôn có nhiều cám dỗ. Con người ai cũng có những khuyết điểm của riêng mình, nhưng con người hơn nhau ở chỗ ai có khả năng kiềm chế dục vọng và sống có nguyên tắc thì kẻ đó là chiến thắng. Làm người không thể quá tùy tiện. Người quân tử là người biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm, phải có lương tâm và đức độ của bản thân. Dân, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.